Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cảnh giác trước sự thâm hiểm của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Hà Nội từ ngày 10 đến 12 tháng này. Theo báo chí Việt Nam cho biết, ông Vương Nghị ngoài cuộc gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn còn có cuộc trao đổi với ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng. Ông Vương Nghị cũng có cuộc gặp gỡ với ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng và ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta nên nhớ, ông Vương Nghị chỉ là Ngoại trưởng nhưng ông Trọng vẫn phải tiếp, trong khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris vừa tới Hà Nội vừa qua, nhưng ông Trọng đã không tiếp bà Phó Tổng thống Mỹ. Đây là hình ảnh soi chiếu cho thấy trên mạng xã hội, thấy Tổng Bí thư ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính mặc y phục và thắt cà vạt giống y hệt cà vạt của ông Ngoại trưởng Vương Nghị Trung Quốc. Đây là một sự trùng hợp vô cùng hiếm có và kỳ lạ. Trong cuộc gặp ông Phạm Bình Minh, ông Vương Nghị đã nói rằng hai nước nên kiềm chế các hành động đơn phương liên quan đến Biển Đông có thể làm phức tạp thêm tình hình và làm gia tăng các tranh chấp. Ông Vương Nghị cũng nói rằng hai nước nên trân trọng hòa bình và ổn định đã đạt được ở Biển Đông và cảnh giác chống lại sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài. Điều này ngầm ám chỉ Mỹ. Điều chớ trêu là chuyến thăm của ông Vương Nghị lại diễn ra trong khi quân đội Trung Quốc đang tăng cường hiện diện ở Biển Đông và mới đây họ đã có cuộc tập trận chiếm đảo nhằm tăng cường khả năng trên Biển Đông trong bối cảnh Hải quân Mỹ hiện diện mạnh mẽ trong khu vực này. Hải quân Trung Quốc cũng thông báo sẽ phong tỏa vùng biển phía Tây bán đảo Lôi Châu để tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật trong ngày 9 và 10 tháng 9. Số liệu từ tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đăng tải cho thấy Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận hải quân có yếu tố liên quan đến chiếm đảo trong nửa đầu năm 2021, vượt xa 13 cuộc tập trận tương tự được thực hiện trong năm 2020. Trong một động thái khác, vào ngày 8 tháng 9, truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin rằng một đội hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ lên Biển Đông vào đầu giờ sáng. Phải chăng đây là tín hiệu nhằm răn đe tới Việt Nam và dọa Mỹ? Theo đoạn video do kênh truyền hình của Đài Trung Quốc CCTV chia sẻ, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu vận tải đổ bộ Ngũ Chỉ Sơn loại 071 và 2 trực thăng và ít nhất 1 xe tăng và 3 tàu đổ bộ trên đệm khí. Đoạn video cũng cho thấy các binh sĩ được đưa đến một hòn đảo không xác định bằng cả trực thăng và tàu vận tải kèm theo lời bình như sau. Những năm gần đây, biệt đội hải quân này đã tổ chức các cuộc tập trận có mục tiêu kết hợp với các cuộc tập trận lớn và tăng cường phối hợp sâu rộng các tàu đổ bộ với các lực lượng tác chiến khác. Đây là hình ảnh video được kênh Quốc phòng Trung Quốc đăng tải hôm 9 tháng 9 cho thấy các tàu đổ bộ đệm khí và máy bay trực thăng của nước này đã tiến hành những bài tập đổ bộ lên một hòn đảo ở Biển Đông. Các cuộc tập trận phản ánh sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc. Lực lượng này đã tổ chức một loạt cuộc tập trận trong năm 2021 nhằm tăng cường khả năng chiếm các đảo. Hiện nay, Việt Nam cũng chiếm phần lớn một số đảo trên vùng biển Đông và Trung Quốc luôn nhòm ngó những nơi này. Nhà bình luận quân sự tại Hồng Kông là cựu huấn luyện viên của lực lượng quân đội giải phóng Trung Quốc Tống Trung Bình cho rằng cuộc tập trận chiếm đảo đổ bộ có một tín hiệu mạnh mẽ và rõ ràng nhằm giành lại những hòn đảo bị mất. Và những năm gần đây, Trung Quốc chú trọng các cuộc tập trận như vậy. Và khả năng chiếm đảo được thể hiện trong video phản ánh rằng lực lượng quân đội Trung Quốc đã tiến hành đủ các cuộc tập trận để giành ưu thế trên không và trên biển. Và khả năng tác chiến trên biển này chắc chắn sẽ được sử dụng để giành lại quyền kiểm soát một số hòn đảo. Các báo chí Trung Quốc giải thích rằng các cuộc tập trận như trên là để đáp trả sự xuất hiện của Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông. Tuy nhiên, Mỹ lại không chiếm hữu bất cứ thực thể nào ở Biển Đông, mà chỉ có các nước thuộc quốc gia Đông Nam Á đang chiếm giữ các thực thể trên Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc lại khẳng định tất cả đều thuộc chủ quyền của Trung Quốc, trong đó bao gồm rất nhiều các đảo mà Việt Nam đang đóng quân. Như vậy, với tuyên bố này thì họ sẵn sàng tấn công, giành lại các đảo Việt Nam đang đóng quân bất cứ khi nào. Trong số đó, Việt Nam đang kiểm soát cụ thể là 21 thực thể ở Trường Sa. Còn nhớ vào năm 2018, Việt Nam cấp phép cho công ty Repsol khai thác tại mỏ cá Rồng Đỏ tại lô 07.3. Lô này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trung Quốc đã đe dọa tấn công các thực thể Việt Nam đang chiếm giữ ở Trường Sa
và điều này khiến Việt Nam phải yêu cầu Repsol từ bỏ việc khai thác dự án này. Việc yêu cầu hủy bỏ dự án đã khiến chính phủ Việt Nam phải bồi thường cho Repsol một số tiền khổng lồ là 1 tỷ đô la. Điều này chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn giấu người dân và ít người có thể biết được. Chỉ riêng nửa đầu năm 2021, Trung Quốc đã tiến hành 20 cuộc tập trận hải quân liên quan đến hoạt động chiếm đảo, vượt xa con số 13 cuộc tập trận như vậy trong năm 2020, và điều này nói lên Trung Quốc đang quyết tâm ra tay chuẩn bị chiếm lại các đảo. Và quân đội Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống khi bị Trung Quốc tấn công. Cuộc tập trận gần đây nhất diễn ra sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benford tiến sát đá Vành Khăn. Đây là hình ảnh khu trục hạm Mỹ USS Benford. Tàu Benford châm ngòi cho các cuộc cáo buộc mới của Trung Quốc vào Mỹ và sau khi luật an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, có quy định yêu cầu các tàu nước ngoài phải thông báo khi vào vùng lãnh hải của nước này và phải xin phép và báo cáo. Và trong đó Trung Quốc đã vẽ ra đường 9 đoạn, bao gồm rất nhiều đảo của Việt Nam. Như vậy tàu thuyền của Việt Nam đi vào khu vực đó cũng phải báo cáo Trung Quốc. Các mục tiêu trong chuyến đi của Vương Nghị là điều gì? Và các mục tiêu rất rõ ràng của Bắc Kinh trong chuyến đi của Vương Nghị đó là tiếp tục thực hiện ngoại giao vaccine, thúc đẩy vành đai con đường ở Việt Nam, xoa dịu Việt Nam trước các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin về nội dung cuộc gặp của Vương Nghị với Phạm Minh Chính và Vương Nghị với Bùi Thanh Sơn, đều nói tới các nội dung bao gồm cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ vaccine và mong người Trung Quốc sẽ tiếp tục viện trợ thêm nữa, mong muốn hỗ trợ cho việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc và giải quyết vấn đề đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cũng như mong muốn nhận thêm đầu tư từ Trung Quốc. Đối với các vấn đề của Biển Đông, cả ông Phạm Minh Chính và ông Bùi Thanh Sơn đều nhắc tới việc duy trì hòa bình và an ninh trên biển, tuân thủ các luật pháp quốc tế và UNCLOS, thúc đẩy đàm phán, vân vân. Ông Vương Nghị có mặt ở Hà Nội trùng khít với thời gian Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 12 tháng 9. Trung Quốc là vậy, là rất lớn nhưng họ rất chú ý đến các tiểu tiết, nếu như không muốn nói là tiểu nhân. Vương Nghị cũng công khai và tuyên bố khi tới Hà Nội, Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị công bố Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine của Trung Quốc cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân tiếp bà Kamala Harris, tuy nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ra mặt đón tiếp bà Harris. Đây là điều mà ai cũng nhận ra. Và thông tin cho thấy do ép quá, Việt Nam đành phải mời Vương Nghị sang Hà Nội, trong khi lịch trình đón Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thì không thể hoãn được vì hai bên đã cùng thống nhất. Bình thường thì còn lâu Trung Quốc mới chấp nhận chuyện trùng trạ đó, nhưng vì tình thế bà Phó Tổng thống Mỹ dồn đến chân tường về ngoại giao nên họ đành cắn răng và nói. Dư luận cho rằng hậu duệ của Vương Thông mang gì đến Hà Nội đây? 3 triệu liều vaccine Kim đã trả không thèm nhận, nhưng cuối cùng thì Vương Nghị lại mang số vaccine này sang Việt Nam. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phát biểu tại Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 12 tháng 9 như sau. Giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn, đây là một đức tính mà người Nhật đã ấp ủ từ lâu. Bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn, trong thử thách chưa từng có của đại dịch và cùng nhau đương đầu với khó khăn này. Như một người bạn, Nhật Bản đã cung cấp khoảng 3 triệu liều vaccine cho nhân dân Việt Nam, những người mà chúng tôi có một tình bạn lâu đời và sâu sắc. Và dường như dư luận cho rằng cần phải cảnh giác trước mưu sâu kế hiểm từ Bắc Kinh. Đây là hình ảnh sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố từ năm 2017. Các nội dung cho thấy sự giáo điều và sự sáo rỗng trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các nội dung như vậy cho thấy cả hai đều không có gì thật lòng với nhau cả. Đặc biệt là vấn đề vành đai và con đường và vấn đề Biển Đông. Với phản ứng vành đai và con đường, nhiều quốc gia trên thế giới đã rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc như Sri Lanka, Lào. Ngoài ra, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn như một cục u ác tính trong bộ mặt của thành phố Hà Nội, cũng chính là một phần của vành đai và con đường. Nhưng dường như lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa tỉnh giấc và họ sẵn sàng rơi vào những bẫy nợ tiếp theo mà Trung Quốc đang giăng ra. Bà Lê Huyền Ái Mỹ, cựu tổng biên tập của tờ báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, đã có lời cảnh tỉnh trên trang Facebook cá nhân của mình như sau.
sáng kiến vành đai và con đường là nhất đới, nhất lộ, cho tham vọng bành trướng của một đại quốc là di sản chính trị Tập Cận Bình với cuộc đảo thoát khỏi câu thần chú, thao quang dưỡng hối của Đặng Tú Bình. Năm 2013, tân Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố chính sách đối ngoại của Trung Quốc sẽ chuyển sự tập trung sang sân sau của Trung Quốc. Nên nhớ, phát biểu này của ông ta chỉ đi sau bài diễn thuyết của ông Tập có tiêu đề "Hãy ý thức về cộng đồng với vận mệnh chung, bắt rễ sâu xa ở các quốc gia láng giềng". Thế giới không tin cậy Trung Quốc, và Việt Nam là một phần của thế giới, lại là quốc gia láng giềng, trải cả ngàn năm đã bị đô hộ, lòng tin với phương Bắc là thứ không hề hiện hữu ở đây. Thiết nghĩ đây chính là điều mà toàn dân Việt Nam cần thức tỉnh trước các mưu đồ thâm hiểm sâu xa từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021 với bản tin "Cảnh giác trước sự thâm hiểm của Bắc Kinh". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube, Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.